Hi anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Hôm nay chúng ta lại xem một cái clip mình đã đánh, chẳng vừa đánh xong thôi. Nhưng mà lúc đấy đang chuẩn bị đi tắm nên là mình không kịp quay clip. Thì chúng ta xem lại clip đấy thôi. Hôm nay thì đánh chế độ 4 tướng, mình đang phân vân đánh rồng hay đánh ma lốc. Nhưng thực ra nhìn thấy nhiều lúc đánh ma lốc đầu game cũng khá là yếu. Không hiểu tại sao luôn, mặc dù đánh late game thì thú đánh ma lốc cũng ok. Nhưng mà mình cảm giác là rồng khỏe hơn ma lốc nhé. Nên là nếu mà anh em phân vân lấy giữa rồng với ma lốc thì anh em thể lấy ma lốc cũng được. Bây giờ thường ấy thì thường mọi người vào trận đấu chi hồn khá sớm này. Trận này gà rán độ anh em ơi. Cái này thì mình sẽ đánh một con Anduin với một con rồng thôi nhá. Bán ba con kia đi lấy 20 vàng. Mình bảo gì nhỉ? À, mình thấy là thường thì nếu mà đánh chế độ 4 vàng này mà các bạn sơn thân giữa rồng với cả ma lốc thì thường mình khuyên là sẽ lấy rồng ngon hơn nhé. Thứ nhất là bởi vì đánh chế độ 4 vàng ấy thì thường anh em sẽ lấy ma lốc, lấy teo, lấy các thứ hơn, chủ yếu là mấy cái đấy hơn và đánh thú, nên sẽ nhiều bạn đánh thú hơn, các bạn sẽ áp được hơn, bạn không đánh được và sẽ ít bạn đánh hắc ám hơn. Trận này thì ngược lại, trận này thì hơi nhiều rồng, nhưng mà theo phổ biến thì là vậy thôi. Phổ biến thì thường mọi người sẽ đánh thú nhiều hơn là đánh rồng trong chế độ 4 vàng này. Còn thì có Anduin 2 nhưng mà trận rồi mình thắng nó cũng không chắc ăn để thắng trận nữa được ấy. Nên là mình sẽ cứ để hai con tướng này nhé. Ừ, vậy thôi. Và thứ hai, nhìn chung thì con rồng mình thấy nó khỏe hơn con ma lốc anh em. Trận này có truy hồn nữa, truy hồn thì khá hợp cho rồng. May mắn. Trận này may gặp một bạn giống mình nhưng mà mình cứ truy hồn nên mình thắng đấy, khá may mắn. Ok, này thì mua Darcy và mua Crack thôi. Em trận này Garena độ dã man luôn. Ok vậy thôi, đếm giây bắt 5 4 3 2 1. Đang làm gì nhé? Choi này, Choi thường ra lại hợp đánh thú và Choi hợp đánh thên. Thế trận này có thể thay xoay đánh trợ thủ cũng được. Hên xui có voi này, đánh voi cũng được nhưng mà đánh voi thì ném Choi cho con voi thôi, không có gì đặc sắc lắm, chắc vậy là ok. Thời tướng đang không có gì để chơi nên là chắc là lấy tạm ba pháp sư, à đọc ba phù thủy đánh tạm thử nhé. Không ai có thương nha em ơi. Mình sẽ để rồng cái góc này. Thường mình hay đánh, nếu mà con rồng mà nếu mà team địch không có thương ấy thì thường mình hay để góc này này. Xong rồi rồng sẽ đánh, nó phải đánh thường một hai phát xong rồi nó sẽ thổi chéo cái góc đấy vào bên trong. Thì nó cũng đỡ. Mình thấy này là đỡ ngu nhất rồi. Góc này là góc thổi gần như là đẹp nhất rồi. Ít có góc nào đẹp hơn góc này. Mà đó là trường hợp mà anh em không gặp thương thôi. Chẳng anh gặp thương thì đánh hơi khó. Hồi xưa chưa ra cái thương ở trong cờ mình đánh cái đội hình này suốt mà. Toàn để rồng ở góc thôi. Ác liệt phết. Để có thương rồi này. Nói chung trận này đúng độ luôn anh em ơi. Đồ này có Choi có thương thì có thể đánh đánh thên được nhá. Đồ này ném cho thên hợp luôn. Hai đồ cho thên. Đánh thế thì có thể xoay đánh trợ thủ.
thì có floor này, floor giữ máu được này, có Amelie 2 đây, tặng Amelie 2 cũng được, cho Amelie 2 vào này, cho floor vào này, bỏ con này đi này, về có con butterfly rồi này, thế cho con floor luôn cũng được, hai đối nó xin luôn cũng được em ấy. Nhưng mà con rồng mình đang có truy hồn nên là mình cũng muốn con rồng mình thổi ấy. Nên mình sẽ cứ để cái choi cho con rồng nhé, để nó đánh thường chắc khoảng 1-2 phát, 3 phát gì đấy thì nó sẽ thổi. 2 phát, 2 phát là thổi. Vậy thôi. Mugi đặc sắc lắm. Omen này, cái đủ 4 hắc ám rồi này, cho hắc ám vào nhé. Có cả bán thần luôn này anh em ơi. Thế khả năng cho bán thần vào khi ngon hơn anh em ơi. Thì cho tạ mà con này này ra nhé. Ra cho con đấu sĩ cũng được, có Arduin 2 đầu game khá là khỏe. Không nỗi nào, check phát thương nhé. Mỗi mình có thương anh em ơi. Như mình hay nói thì thường một mình có thương thì mình sẽ làm bố. Nên là mình cứ chơi thôi. Trận này có rồng nữa, may quả đầu mình lấy rồng. Quả đầu mình lấy ma lốc thì thật này đánh cái thương này cũng không nào hiệu quả con rồng được. Nói chung trận này may. Đồ may quá. Đồ may, tướng may. Tướng cũng tướng bình thường, không nếu may lắm nhưng mà đồ may. Đồ ngon ơ luôn. Butterfly chắc mình bỏ thôi. Nhưng mà thêm một tướng nữa thì mình sẽ bỏ Amelie đi, mình cho thêm hai nắc áp này nhé. Còn lâu 2 này, có Void này. Nắng chạy đánh hắc ám trợ thủ anh em ơi. Trắng bó này nhá. Lấy con Floor, vì thực ra bây giờ có bán thần rồi thì con Floor kia sẽ được 25 mana, nó cũng có khả năng xiên được, nên là mình sẽ cho con Floor kia vào luôn. Hai Floor luôn cho xị. Ok, check cả góc, có thứ không có gì. Vậy thôi. Chiêu chiêu này, để con lau ở đây nhá. Lau góc này thổi chéo cái góc kia cũng ok. Rồng rồi ở bên, lau thử ở bên. Ui, rồng thổi đẹp này. Rồng từ nãy giờ mình thổi góc nào cũng đẹp anh em ơi. Pha nào thổi cũng đẹp, có thương nó khác. Ok, tầm này mình cho bỏ ăn mi à, bỏ con floor kia rồi cho bộ đắc ám rồi. Bộ đắc ám sẽ khá là khỏe. Dìu chắc cũng mình định bỏ con Dìu đi, thì ra đánh hắc ám bán thần thì không cần nguyên tố, nhưng mà cứ giữ lại đề phòng nếu mà mình cần đánh. Hai kết luôn này. Hai kết này thì hợp cho con rồng, thực ra tí nữa mình kẹp con thêm con thên cũng được. Kẹp thêm con thên. Nhưng mà thường nếu mà đánh rồng ấy mà con rồng thổi được luôn ấy, cho nó một đồ mana nó thổi được luôn ấy, thì thường mình sẽ kẹp cả hai kết cả truy hồn nhá, nhất là mấy cái trận có thương này. Bởi mấy cái trận có thương con rồng nó sẽ rất là, nó gần như là con chủ lực chính của anh em luôn ấy. Nên là anh em cứ vứt hết đồ cho con rồng. Rồng cần đồ gì anh em ném đồ đấy cho rồng. Tầm này là 20 mana. Nhưng mà đánh 20 mana này, à nhầm, đánh con rồng với cả 20 mana với à, cộng 25 mana của bán thần ấy, thì nó sẽ phải đánh thử một phát để thổi được luôn, nên là trừ khi có ngọc đại nhá. Nếu mà có ngọc đại thì khác, hoặc là có một cái độ 40 mana mà nó búp mana sang hai bên ấy. Ừ. Cái đấy cũng được. Cái đấy hoặc là ngọc đại. Thì mình sẽ đánh bán thần nhá. Còn không thì à, mình nói nhầm ấy. Ý là sao nhỉ? Ý là bây giờ nếu mà mình để cái ép choi này mà mình có 3 bán thần ấy thì nó sẽ là 50 mana mà nó thổi được luôn. Thì cái việc mà rồng thổi được luôn nó khá là quan trọng ấy. Nên là khả năng trận này nếu mà trong trường hợp mà không ra đồ mana nữa ấy, thì
thì mình sẽ đánh cái choi này và đánh ba bán thần nhé. Thì ít nhất như thế là để rồng thổi được luôn thì sẽ ra rất là nhiều đam. Có đồ này cho Illu tí nữa này. Đồ này sẽ lắp được cho rồng được luôn này. Này sẽ ném cho lau cũng được. Tạm cho lau, không biết ném cho ai. Nó để chỗ này thôi thì con rồng sẽ thổi được luôn. Rồng thổi luôn với cả rồng đánh thường một phát nó quan trọng, nó khác nhau lắm. Khác bọt lắm, khác bọt lắm. Góc này, góc này, góc kia, có con Yon ở đáy, con Yon ở giữa, con rồng ở đây. Sao bên này cũng đẹp anh em ơi, góc này cũng đẹp. Sao bên này thổi phát. Cho em lâu, góc này thổi đẹp quá này. Chưa phát nào thổi xấu anh em ơi. Nãy là chưa phát nào rồi thổi xấu luôn. Phát nào chết phát nấy. Gì tu plan oh man. Một người ba chắc mình bán con Diu đi nhá. Lên thẳng 8 tướng luôn đánh cho nó. Cho nó yên tâm anh em ơi. Cho nó chắc thắng. Cho này khả năng cho này mình cho con floor kia cũng được anh em ơi. Cho con floor kia nó cho xiên luôn. Xin luôn quan trọng. Chết vậy thôi. Nhìn này ok rồi. Góc này thổi đẹp này. Góc này thổi đẹp này. Góc này thì góc này thổi hơi xấu này. Góc này có con Yon ở góc. Nên chắc nhà đấy. Bỏ nhà đấy thôi xem. Góc này thổi cũng tạm tạm. To xin phát nữa. Xin phát. Giữ chuỗi anh em ơi. Nakot còn 8 con, chắc bây giờ mình sẽ roll tìm Nakot rồi tìm thêm rồng nhé. Rồng này. Tubleang này. Tubleang 2 đã được ra trận này mình đang xác định đánh bán thần rồi nên là chắc theo thêm con voi đi. Thế con voi này thì mình sẽ để cái hai đồ cho floor không? Cái này cho choi cho con voi này nhá. Voi sẽ có 45 mana là sẽ chịu đam mấy phát rồi mình là ulti. Cũng quan trọng. Nó ulti. Khỏe quá anh em ơi. Nãy giờ mình thua một trận. Thua trận lúc đấy chưa có tướng. Tiếc phết. Không, giờ này vẫn đang trăm máu. Voi này. Rồng 2 này em ơi. Có Illu luôn này. Floor cũng sắp bỏ đi thôi nhưng mà phải cho Illu vào nhá. Cho Illu đứng đây à. Cho choi. Thứ hai mấy đồ này vẫn đang ok, khả năng ném đồ này cho Voi này. Này cho Illu bay lên nhá. Này thì thế này thì con rồng nó sẽ chỉ cần 20 mana thôi này nhé. Con rồng chỉ cần 20 mana sẽ ulti được này. Mình sẽ đổi cái này sang cho con voi, đổi này sang cho con rồng nhé. Con rồng bây giờ sẽ có tận 75 mana xuất phát cơ. Ai thường. Chán chẳng muốn nói. Thương thì ai mà đỡ được. Dồn linh tinh thôi. Còn 4 con nắc anh em ơi, thôi khả năng lên 9 luôn nhá. Chả có gì. Thế thì mình sẽ cho hai cái này, cho hai con này đi. Lau đứng đây rồi nó full multi. Như này rồng sẽ ulti được luôn này. Rồng thổi được luôn này. Ba bán thần mà, ba bán thần rồng thổi được luôn. Voi cũng gần đi ulti được luôn. Cái này khả năng mình ném cho con lau đi, lau sẽ ulti được luôn, con tu lẹn cũng ulti được luôn. Cái này ulti luôn hết này. Lau ulti được luôn, tu lẹn ulti được luôn. Ok phép. Tu đen, lau. Đó, rồng cánh này, tu đen này cánh kia. Thực ra
Illu trận này thì thực ra mình lại không, mình chưa có Ngọc Đại, có thêm Ngọc Đại mình sẽ ném đồ cho Illu, còn không thì cứ để đồ này nhé, đánh Illu không Ngọc Đại khó đánh lắm. Lại choi nữa này, choi này chắc cho con voi cho nó ulti luôn thôi em, chả có gì. Tầm này mình đang tính là nếu mà mình ném cả cái Ngọc Đại, à đâu, mình ném cả cái choi, cả cái thương xuyên phá và cả cái đồ 40 mana kia cho con Illu thì mình tính xem nó có ulti được không nhỉ. 35 mana này cộng choi cộng thương xuyên phá là 80, là 40 này, 40 cộng cái đồ 40 kia nữa là 80, 80 cộng 35 là 115. 115 phải đánh thường khoảng 3 đến 4 phát. Nhưng cũng không hiệu quả lắm nên thôi mình sẽ để cho đồ con voi để cho nó ulti luôn nhé. Cái đồ để đồ này thì con voi ulti được luôn. Rồng ulti được luôn. Chúng cũng khá là ui thôi phát chết hết luôn nhỉ. Chấp phải trợ thủ. Chấp nhẹ trợ thủ đi. Trùng khỏe. Hai thương. À, hai thương thì anh em nào chưa biết thì mình thường ra cái này cũng tùy chọn anh em thôi, nếu mà anh em để rồng trong góc cũng được, nhưng mà thường hai thương mình sẽ để rồng ở giữa nhé, thổi góc một góc thôi sẽ ok hơn, còn một thương thì anh sẽ để rồng ra góc thì sẽ ok hơn, có thên này có tu đi rắc nhỉ, cho thên trận này vào cũng được này anh em ấy. Mình trận này thường thì mình đánh nhà nhà bán thần hắc ám thì mình hay đánh Illu à, Liliana, thì có thêm Lily kích được thêm cái phù thủy và kích thêm một con Lily, một con hồ ly. Nhưng mà thực ra trận này đánh thêm được, tí nữa mình cho thêm một con thêm mà thì mình sẽ cho nó choi này, mình sẽ cho nó thương xuyên phá. Choi thương xuyên phá đủ không nhỉ? 35 mana nhá, cộng 25 mana của con thêm là 60. 60 cộng choi là 80, 80 cộng thương là 100, nên nó cũng ulti được luôn luôn. Nếu trận này bán thần chuẩn chỉnh phết. Thì ra anh em cứ bảo hai bán thần và ba bán thần không khác gì nhau mấy, nhưng mà thực ra mình thấy khác nhiều ấy. Rất nhiều con, rất nhiều cái khác luôn ấy. Nhưng mà kiểu đánh tính tính kỹ ra là mới mới ra ấy. Mười mana. Tất nhiên nếu mà kiểu nhưng mà anh em đánh voi ba hay là thên ba hay là teo ba hay ilu ba hay nói chung cái gì mười ba thì 10 mana cũng không quan trọng đâu, nhưng mà nếu con level 2 thì nó cũng khác biệt nhiều phết luôn. Góc này thì góc này vẫn thổi góc này thôi, có một con Yon ở kia mình thổi góc con Yon đấy. Ok. Ly hai con. Phân vân phết. Con cát này, chắc bế là con cát. Cát bế sang bên này. Rồi luôn. Con cát này đánh con voi sang năm không? Tầm này khỏe quá rồi. Vẫn 93 máu rồi anh em. Gà rán độ anh em ơi, gà rán độ. Trận này máy là ra rồng 2 á, không ra con nắc nào thôi nhưng mà ra rồng 2 anh em ơi. Đúng lúc. Đúng chịu rồi anh em. Gặp nhà như thế này thì bỏ đỡ. Rồi, thêm một tướng nữa, vòng sau mình lên nhá, mình thêm một tướng nữa mình sẽ thêm con chắc thêm con thên thôi chứ mình không định thêm con Lily đâu. Mình sẽ cho con thên một cái thương mà nó đứng ở đây nhé. Thì con thên của mình sẽ có một cái này với cả 535 với lại mình tính rồi đấy. Bây giờ mình bắt đầu ngồi tính nhé. Mà đó mình sẽ có để hai đồ cho thêm. Thì con voi kia vẫn có 85 mana, à 75 mana thì nó cũng gần như ulti được luôn rồi, mình cũng không khác gì, nhưng mà cho thêm cái choi con thên nhé. Cho con thên. Đó, mình lên 9 thì mình cho ăn thêm mà thôi. Nhưng trận này đánh chuẩn chỉnh phết, chả gì sai cả. Chứ đều hoàn hảo. Rồng thổi nãy giờ thì chưa trượt phát nào. Không trượt phát nào. Ra bộ mệnh. Rất mong ra cái Ngọc Đại nhưng mà không ra. Nên.
Này thì ném cho tặng ông thầy nhưng không biết ném cho ai. Này ném tặng cho Omen. Đây bạn này von cát ở đây đúng không? Thì mình sẽ von teo đây à? Cát bay này ông này sao? Mình sẽ để góc này nhá. Cho góc này. Von cát bay sang đây thì con rồng mình thổi sang góc đấy thì nó đánh thường vào con von cát sớm muộn thôi. Von cát. Đây von cát góc này. À bọn em đổi cho von cát các bên chạy bên này. Nhưng mà chẳng khác gì con rồng mình nó vẫn thổi với von cát. Úi giời ơi. Thêm bổ phát em. Úi giời ơi. Chuỗi tháng 11. Không còn từng nghĩ gì miêu tả. Em có thể lấy huân chương cũng được cho con voi, nhưng mà thực ra con voi mình đồ cũng thế kia cũng không đến nỗi nào, nên mình sẽ cho lấy thêm sách thánh nhé. Tí nữa mình có von cát mình sẽ cho von cát vào nữa. Chơi tạm von cát. Lily thên lại thên này. Khả năng mình bán con này đi lấy con thên nhé. Voi này, thêm con voi này. Có thêm là Sephira nhưng mà bán con gì nhỉ? Bán tạm Lily đi. Mua tạm Sephira này về nhé. Không chết là bán Lily thì không có, không kích được phù thủy pha này nhưng mà thôi kệ tạm nhé, còn hơn là bán con thê của mình. À, thứ bán con rồng được, đấy vào đấy mình bán rồng được. Rồng mình cũng chả khó lên ba. Vào đấy bán rồng đi ngon. Bán rồng đi mình có thêm một Lily. Thêm một hồ ly. Nên thứ trận này sẵn tại mình xác định là đánh thêm rồi nên mình cũng không định cho Lily vào nữa. Chơi Lily tốn mana phết anh em ấy. Lily thừa mana chơi được. Mà không kích một con Lily một vào thôi, lấy cái hồ ly thôi. Voi ba này. Kẻ giàu lại càng giàu thêm anh em. Con cát vào nhé. Con cát nữa. Sách thánh này. Giáp hộ mệnh. Choi thì thực ra để một cái choi cho con von cát cũng được anh em ơi. Rồng thì không mất choi nhá. Rồng mà mất choi thì nó không thổi được luôn. Nhưng mà một cái choi của con thêm mình cứ để cho von cát cũng được. Nhưng mà mình đang nghĩ lúc đấy nó con thêm nó bổ được luôn thì cũng khá ok ấy. Nên là khả năng mình vẫn để choi cho con thêm thôi, để cho nó bổ được luôn. Còn về giải khống chế thì thực ra con voi mình nó gần như ulti được luôn thì con cát mình cũng không bị ăn choáng nữa. Nên là thế mình cũng không cho von cát mình thì cho nhé, chứ cho con thêm thì nó bổ luôn. Bổ hơi lần tí nhưng mà nó bổ được luôn. Lần này thì ai cản. Ăn cản được. Đa con này. Khóa lại nhé. Đánh chưa tốn một giọt mồ hôi nào anh em. Chưa tốn một giọt máu nào. Nakazot này. Có thên luôn. Này chịu rồi, bạn ấy đỡ kiểu gì bây giờ. Bán luôn hàng này. Này không cản được. Có gì cản được. À phát này mình đẩy sang bên này vì mình thấy một bạn để von cát ở góc bên kia nhá. Quan như trận vừa rồi, với một trận vừa rồi mình không nói. Nhưng mà trận vừa rồi mình để rồng mình thổi sang chéo góc này ấy, vì có một con bạn để von cát ở góc bên này. Nên là mình muốn con rồng mình nó thổi vào con von cát bạn ấy thôi. Con von cát này ở dưới đáy kia thì chịu không biết, nhưng mà mình muốn con rồng mình thổi vào đấy để ăn nó ăn truy hồn thôi. Mặc dù như thế thì cũng chả hiểu sao mà con von cát này vẫn còn sống đến bây giờ này. Nó sống chả ý nghĩa gì đâu, hai con kia mình còn sống thì mình tận thắng thôi. Nhưng chiến thắng nó dễ dàng quá, trận này nó được gà độ quá. Chắc khéo mấy hôm nữa gà lại phong mình làm chủ tịch hội đồng quản trị mất. Nhưng mà vậy thôi. Thì với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích kết trên thì hãy like, subscribe và comment với những cái góp ý các bạn thể.
giúp mình phát triển kênh nhé. Chào, bye bye.